Ôi, dịp gì mà ăn ngon thế này? Ngày 1 tháng 11 là ngày thịt bò Hàn Quốc, nên em quyết định ăn sang một bữa. Thịt bò Hàn Quốc hẳn hoi, tối nay chắc khỏe lắm đấy em nhỉ. Anh bị làm sao đấy? Rian, con ăn no vào nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lúc mẹ thèm ăn thịt bò Hàn Quốc thì con lờ tịt đi. Rian đang cần có sức để chuẩn bị thi tiếng Anh ạ. Mẹ cũng muốn ăn thịt bò Hàn Quốc vì mẹ thấy người yếu lắm. Thế nên con dâu mới mua thịt bò Hàn Quốc nướng cho mẹ ăn đây. Ôi, nhìn ngon chưa này? Mềm như bơ em nhỉ? Thì sao? Thầy Cang, có cái gì bay vào mắt con à? Sao cứ nháy mắt liên tục thế? Thế hả mẹ? Mẹ ăn đi kẻo nguội. Rian, miếng này vừa chín tới này. Con cảm ơn mẹ. Miếng này cũng vừa chín này. Con ăn đi. Này Châu Hy, con có muốn cho mẹ ăn không đấy? Con xin lỗi, mẹ cũng ăn đi chứ ạ. À? Đây ạ. Giờ tôi lại phải xin thì mới được miếng mà ăn. Ngon nhỉ? Muốn vá cái lỗ này thì phải tháo túi đằng sau rồi may lại. Chẳng biết có còn chỉ màu này không nữa. Cháu nhờ chú nhé. Thôi, mua cái quần mới đi. Cái quần này bạc lắm rồi. Dạ. Thôi được rồi, để chú sửa cho. Thế cháu không biết chú là ai à? Là Su Sơn Trung, bậc thầy sửa đồ đây. Vâng, thế hết bao nhiêu tiền hả chú? Chú phải gỡ cái túi ra rồi may lại nên là hết 7.000 won nhé. Khi nào thì cháu đến lấy được ạ? Xem nào. Ngày kia nhá, có được không? Được ạ, cháu cảm ơn chú. Cháu đi học đấy à? Cháu chào cô ạ. Chờ cô một chút. Sao ạ? Đang mùa cá thu và củ cải nên cô làm món cá thu kho ớt. Cô xới sẵn cả một ít cơm đấy. Cháu mang đi mà ăn chưa? Thôi không cần đâu cô ạ. Cô chót nấu nhiều quá. Đồ không bán được thì lại phải bỏ đi ấy mà. Thế thì để cháu gửi tiền cô. Không thì cháu ngại lắm. Không cần đâu cháu. Nhưng cháu ngại lắm. Cháu không cầm làm cô bẽ mặt lắm đấy. Thôi cầm đi. Cháu ngại lắm cô ạ. Cháu cứ coi như là mẹ nấu cho con đi. Đi học vui vẻ nhé. Mẹ, Châu Hy đấy à? Tối nay con về đây làm gì vậy? Xem nào. Có dưa chuột muối, cá cơm xào, gỏi cà tím. Canh tương nấu với lá cẩm quỳ hả mẹ? Ừ, ngon lắm đấy. Thế thì mẹ cho con 2 suất, 10.000 won.
Trông con phờ phạc thế, con bị ốm à? Không ạ, con mệt thôi. Canh xương bò đấy, con cầm đi. Cái này miễn phí hả mẹ? Ừ, ế thì cũng đổi đi thôi mà. Chị nói gì thế? Mình vừa mới nấu hôm nay mà. Thôi được rồi. Cho con xin một túi thôi. Con cầm hết đi. Cầm có một túi thì mẹ chồng con với Nam Gu lại ăn hết mất. Đúng đấy. Nếu con thấy không ngon miệng thì ăn canh này với cơm. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ ăn thật ngon. Đây, con gửi mẹ 10.000 won. Dì ơi, cháu về đây. Ừ. Cẩn thận xe cộ nhé. Chồng con bé sơ sát quá, buồn thật đấy. Trời ạ, chị, em thấy trông nó vẫn ổn mà. Nó phải đi làm xa quá, mỗi ngày mất 2 tiếng đi đường. Chị ơi, có phải mỗi mình Cho-hi như thế đâu, đầy người phải đi làm xa mà. Mẹ ơi, mẹ bị ốm à? Em làm sao thế? Chắc là em bị đầy bụng khó tiêu. Em thấy hơi nôn nao. Để anh ra hiệu thuốc nhé. Thôi không cần đâu. Chích máu đầu ngón tay, cái đó tác dụng nhanh hơn. Rian, cháu vào lấy cho bà cây kim. Chích máu là bị nhiễm trùng đấy bà. Không đâu, người ta toàn làm thế để chị đầy bụng khó tiêu mà. Cả nhà cứ ăn cơm đi ạ. Con vào nằm nghỉ một chút. Em không cần uống thuốc thật à? Em à? Cứ kệ nó. Nôn xong là khỏi thôi. Mình cứ ăn cơm đi thôi. Ăn đi nào. Được rồi. Trời nóng và có gió. Thời tiết hay thay đổi. Hay thay đổi. Được rồi, nghĩa là gì hả con? Trời nóng. Gió. Mẹ ơi, mình nghỉ được chưa? Con buồn ngủ lắm rồi. Chưa được. Còn lâu mới xong hết bài. Thôi. Tận 10 giờ rồi đấy. Mới có 10 giờ, chứ không phải là tận 10 giờ. Chỉ có ăn với ngủ thì nó sẽ rốt. Con không ngại rốt đâu. Thôi mẹ cứ cho con đi ngủ đi. Con muốn đi ngủ mà mẹ. Nếu con buồn ngủ thì đi rửa mặt đi. Nó đã buồn ngủ rồi thì làm sao học vào đầu được. Sarang, con đi ngủ đi. Ngay lập tức. Bố là đỉnh nhất đấy. Không được. Anh, em sẽ giám sát việc học hành của con nên anh tránh ra, đừng có ném đá hội nghị. Em làm sao mà giám sát việc học hành của con được? Mẹ em nói là em đi học toàn bị điểm F thôi. Cái anh này. Anh đùa ấy mà. Mẹ ơi, đi học ở lò luyện thi đã khổ lắm rồi, lại còn học ở nhà nữa thì con chịu không nổi đâu. Thấy không, Sarang có muốn học đâu. Thôi, em đừng ép con nữa. Lẽ nào mình lại phải nhờ Cho-hi sao? Không được. Nô Uân Chu, không thể làm thế được, tỉnh lại đi. Học đi con, tập trung học đi nào. Làm lại nào. Sao tự nhiên lại đau bụng thế nhỉ? Không được, lịch dạy của em kín rồi. Nhưng trưởng khoa đặc biệt yêu cầu vì lớp học của em rất được yêu thích. Được yêu thích ư? Tụi sinh viên còn ngủ gà ngủ gật đấy chứ. Em dạy thêm một lớp 3 tín chỉ đi.
Không, em không nhận thêm giờ dạy đâu ạ. Dù sao cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Đêm khuya anh ấy nói chuyện với ai mà giọng thân thiện thế nhỉ? Vâng, chào chị. Chị à? Không thể nào.